Thời điểm này, nhiều nhà vườn ở huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp đang chăm sóc tích cực cho quýt hồng mùa Tết. Dù thời tiết năm nay bất lợi so với mọi năm, nhưng tình hình sản xuất ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan, nhất là về tính an toàn, chất lượng của trái quýt. Theo thống kê, 98% diện tích sản xuất quýt hồng hiện có, tương ứng với 216 ha đã tham gia đề án bảo tồn quýt hồng Lai Dung. Năm nay thời tiết bất lợi gây ảnh hưởng đến tình trạng đầu bông, khoảng 70% diện tích dự kiến cho trái vừa phải, thu hoạch tương đối ở dịp Tết sắp tới. Ước tính sản lượng biến động trong khoảng 4.000 tấn. Tuy nhiên do canh tác theo hướng hữu cơ nên chắc chắn sẽ cho trái đạt chất lượng tốt hơn, mẫu mã đẹp, an toàn. Hiệp hội Dừa Việt Nam đặt mục tiêu tới năm 2025 sẽ phối hợp với ngân hàng mở 10.000 tài khoản cho nông dân trồng dừa ở 12 tỉnh miền Tây. Trước mắt là trong quý 4 của năm nay, mở 2.500 tài khoản cho người nông dân trồng dừa. Hiệp hội Dừa Việt Nam cũng đề xuất các ngân hàng đồng hành bằng cách bảo lãnh cho nông dân mua trả góp, hợp tác xã sẽ trích tiền bán dừa để trả dần. Theo Hiệp hội Dừa Việt Nam, thời gian qua, nhiều nông dân trồng dừa dùng điện thoại 2G nên không có cách gì lên sàn thương mại điện tử, kiểm soát mã QR và thanh toán không tiền mặt. Nhằm giúp các nông hộ thích ứng tốt hơn với sự bất thường của thời tiết và biến đổi khí hậu, Cục Trồng trọt đã kết hợp với các đối tác xây dựng và phổ biến bản tin thời tiết nông vụ tại 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tại Long An, chương trình được triển khai thí điểm tại 3 xã thuộc huyện Mộc Hóa và 3 xã thuộc huyện Tân Trụ, bắt đầu từ vụ đông xuân 2023-2024. Mỗi địa phương sẽ cung cấp bản tin dự báo thời tiết chi tiết kèm theo khuyến cáo canh tác phù hợp cho từng loại cây trồng. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã thực hiện được 4 bản tin mùa và 12 bản tin tháng. Qua quá trình triển khai thí điểm, bản tin thời tiết nông vụ đã chứng minh được hiệu quả rõ rệt trong việc hỗ trợ nông dân đưa ra quyết định canh tác phù hợp. Sóc Trăng và Trà Vinh đã và đang nỗ lực để giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế để cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng IUU. Bên cạnh đó, hai địa phương này còn đẩy mạnh phát triển lĩnh vực nuôi trồng theo hướng an toàn và chế biến xuất khẩu. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã phát hiện và lập biên bản xử phạt 44 vụ vi phạm hành chính, tuy nhiên chưa có trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh đã thành lập nhóm Zalo liên hệ với các chủ tàu để cập nhật kịp thời các thông tin tuyên truyền. Trà Vinh tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá. Hiện nay tỉnh đang triển khai dự án hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản với tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng và đang có kế hoạch thực hiện 14 công trình phục vụ vùng nuôi chế biến thủy sản với kinh phí 1.900 tỷ đồng. Liệu những miếng thịt được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm như thế này có thể sớm xuất hiện trên bàn ăn của chúng ta hay không? Một công ty của Israel đang hy vọng sẽ chinh phục được thị trường Thái Lan với sản phẩm thịt bò nuôi cấy của mình. Buổi giới thiệu sản phẩm của công ty Alab Israel tại thủ đô Bangkok, Thái Lan trong không gian bếp tràn ngập hương thơm của món thịt nướng quen thuộc. Đầu bếp đang nướng hai miếng thịt mỏng, trông giống như thịt bò sau khi đã ướp gia vị, phết bơ. Tuy nhiên có một điều khác biệt, thịt bò được sử dụng ở đây là loại thịt được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Công ty sản xuất thịt bò nhân tạo bằng công nghệ phát triển các tế bào gốc của một cá thể thuộc giống bò Angus đen ở Mỹ. Sản phẩm có hương vị, màu sắc và hàm lượng dinh dưỡng tương tự như thịt bò thật.